Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về vận hành hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà VNPTNet 1. Trong tòa nhà VNPTNet 1, hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy gồm có 3 bơm. Bơm bù có công suất là 2,2 kW, bơm chính 1 có công suất 22,5 kW, bơm chính 2 có công suất là 22,5 kW bằng bơm chính 1. Hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy cấp cho các họng nước vách tường từ tầng G đến tầng 12 thông qua hệ thống đường ống. Áp suất trên đường ống luôn là 8 kg. Đây là tủ vận hành hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy. Ở bên trên là đèn báo pha, đồng hồ báo điện áp, đồng hồ báo dòng điện của bơm chính 1, đồng hồ báo dòng điện của bơm chính 2, đồng hồ báo dòng điện của bơm bù, công tắc chuyển chế độ kiểm tra điện áp, nút nhấn dừng còi, còi báo động, đèn báo sự cố, đèn báo quá tải của bơm chính 1, đèn báo quá tải của bơm chính 2, đèn báo quá tải của bơm bù. Hệ thống nút nhấn dừng khởi động của bơm chính 1, hệ thống nút nhấn dừng khởi động của bơm chính 2, hệ thống nút nhấn dừng khởi động của bơm bù. Công tắc chuyển chế độ bơm chính 1, công tắc chuyển chế độ bơm chính 2, công tắc chuyển chế độ của bơm bù. Nguyên lý hoạt động vận hành bơm phòng cháy chữa cháy ở chế độ tự động. Khi áp lực trên đường ống giảm xuống 7,5 kg so với áp suất đặt, dẫn đến áp suất lệnh cho bơm bù hoạt động. Bơm bù hoạt động, đèn khởi động sẽ sáng, báo hiệu bơm chạy. Khi trong đường ống đủ áp suất, dẫn đến áp suất đưa tín hiệu lệnh cho bơm dừng. Khi bơm bù hoạt động mà áp suất của hệ thống vẫn tiếp tục giảm xuống khoảng 7 kg so với áp suất đặt, dẫn đến áp suất đưa tín hiệu lệnh cho bơm chính 1 khởi động. Đèn báo sáng, báo hiệu bơm hoạt động. Khi bơm chính 1 chạy, bơm bù sẽ dừng. Bơm chính 1 chạy tới khi áp trong hệ thống đủ áp suất đặt, dẫn đến áp suất đưa tín hiệu lệnh cho bơm 1 dừng hoạt động. Trường hợp mà máy bơm chính 1 hoạt động mà áp suất trong hệ thống vẫn tiếp tục giảm xuống khoảng 6,5 kg so với áp suất đặt, thì dẫn đến áp suất đưa tín hiệu lệnh cho bơm chính 2 khởi động. Bơm chính 2 khởi động, đèn báo sáng, báo hiệu bơm đang hoạt động. Khi bơm chính 2 và bơm chính 1 chạy tới khi áp trong hệ thống đủ áp suất đặt, dẫn đến áp suất đưa tín hiệu lệnh cho bơm chính 1 và bơm chính 2 dừng hoạt động. Ở chế độ bằng tay, khi đường ống bị mất áp suất, ta tiến hành chạy bơm bù để bù áp suất cho đường ống. Bước 1, chuyển công tắc chọn chế độ của bơm bù về vị trí bằng tay. Bước 2, nhấn nút khởi động. Đèn trên nút khởi động báo sáng, báo hiệu bơm đang hoạt động. Bước 3, để dừng bơm, chúng ta nhấn vào nút dừng. Đèn trên nút dừng báo sáng, báo hiệu động cơ dừng hoạt động. Khi có hỏa hoạn cháy nổ mà hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy không thể hoạt động được ở chế độ tự động, ta phải tiến hành vận hành bơm bằng tay. Để vận hành bơm chính 1, bước thứ nhất, chúng ta chuyển công tắc chọn chế độ về vị trí bằng tay. Bước tiếp theo, chúng ta nhấn vào nút khởi động. Đèn trên nút khởi động báo sáng, báo hiệu bơm đang hoạt động. Để dừng bơm, chúng ta nhấn vào nút dừng. Đèn trên nút dừng báo sáng, báo hiệu bơm dừng hoạt động. Tôi vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về vận hành hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà VNPTNet 1. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.